Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Phong ơi, nhanh lên Phong ơi, gì chậm dữ vậy? Trời đất ơi, đi như rùa bò vậy? Trời ơi, Sam ơi, tôi nói bà nghe nè, tôi buồn ngủ à, thôi, tôi không muốn đi đâu đâu, hôm nay bà đi chơi mình đi, buồn ngủ chết luôn á. Ai đó không, ông không, ai mà rủ đi chơi đâu. Hôm nay nha, ngày rất đặc biệt luôn, hôm nay là bà Ca Mui mới mở cái quán thịt nướng ở đầu kia kìa, rồi mình tới mình mở khai trương giúp bà chứ sao? Ai đi chơi đâu? Cái gì? Cái gì cơ? Quán thịt nướng của Ca Mui. Trời ơi mấy bạn ơi, nghe cái gì mà đã quá vậy? Hôm nay Ca Mui mở nguyên một quán thịt nướng luôn. Trời, đúng lúc mình đang đói bụng. Trời trời, mình chính là người cực kỳ ghiền món thịt nướng luôn các bạn ơi. Trời ơi, vui quá vui quá. Đi liền Sam ơi, đi liền, nhanh lên nhanh lên. Ủa, trời, cái gì mà nghe đồ ăn ông chạy nhanh như sáo vậy? Trời ơi, nghe đồ ăn là thích liền rồi, nhanh lên nhanh lên. Trời ơi, trời. Ui. Ở bên kia phải không? Ui trời ơi, đã quá, nguyên cái tiệm thịt nướng luôn. Nửa kim cương một ký bò đây. Wow, yeah. Trời ơi, hôm nay Ca Mui mở tiệm bán thịt nướng luôn, ghê nha. Trời ơi thơm quá. Thơm chưa? Ôi trời ơi thơm quá chị ơi, chị biết em thích thịt nướng cho nên là chị mở tiệm bán thịt nướng cho em ăn miễn phí đúng không? Được, miễn phí ba, nửa kim cương một ký là với giá đầu tiên nha, cho miếng đầu tiên thôi, còn miếng thứ hai là 10 kim cương một ký nha bà. Ủa? Cái gì mà thịt bò đâu bán rẻ quá. Em nhớ là hai miếng thịt bò là bằng một kim cương trong Minecraft, mà chị bán có nửa kim cương được một ký thịt bò luôn, gì mà rẻ dữ chị. Cái gì vậy? Chị đã bảo là đấy là dành cho gọi là miếng đầu tiên thôi, chỉ có miếng đầu tiên thôi, còn những ký sau là 10 kim cương. Alo. Trời trời, bà bán gì một miếng thịt bò 10 kim cương, ai mà hèm ăn. Trời ơi trời. Ôi chị đi, khét nó khét cái kìa, lật lại. Nhìn biểu diễn này. Ghê. Ôi, thơm quá. Thơm muốn chết luôn trời. Ủa khoan tự. Ô, hello Simmy. Trời, từ nãy giờ tôi lo để ý thịt bò quá, tôi không quan tâm đến Sim, xin lỗi Sim nha. Ủa Sim đang làm gì vậy? À, tôi ăn thịt bò quán Ca Mui nè, trời ngon quá trời luôn á. Ôi, nhìn đã quá. Ôi trời mấy bạn ơi, hôm nay mừng ghê luôn á. Vậy là trong làng Hero Team từ nay đã có quán bán thịt nướng rồi bạn ơi. Tha hồ mà cho mình đến đây mình ăn hàng ngày luôn. Ủa Simmy, Sim có cảm nhận gì về món thịt nướng của Ca Mui? Trời ơi, không biết sao không? Trời ơi, tôi chỉ dùng với một viên kim cương tôi mua được 10 miếng thịt bò luôn á. Trời ơi, trời ơi, wow, cái gì mà thịt bò vậy đó mà bán rẻ quá vậy? Một kim cương 10 miếng thịt bò, gì đâu mà Ca Mui bán rẻ dữ vậy ta? Ủa Ca Mui ơi, thịt bò gì mà rẻ dữ vậy? Thịt bò này là thịt bò trang trại bò chị đưa đằng kia kìa. Ủa đâu, để em xem coi. Ủa trang trại bò vừa giết hết rồi. Ủa tính ra đâu có con bò ta? Ủa kỳ vậy, tính ra là chị kêu là chị nuôi trang trại bò mà em thấy có con bò nào đâu. Mà thịt bò gì đâu mà rẻ quá vậy? Có khi nào chị bán thịt bò gọi là gì kém chất lượng không vậy? Không ơi, em còn nhớ nhầm, đấy là giá bán cho Simmy, còn giá bán của em khác mà. Ủa vậy hả? Vậy thôi, đắt quá à, bán cho em đến tận 10 viên kim cương một miếng thịt bò thôi. Em không thèm ăn đâu, thôi không thèm. Thôi về. Tôi bây giờ 5 viên kim cương được không? Trời, 5 viên kim cương một miếng thịt bò còn đắt hơn gọi là vàng nữa trời. Phong ơi, thôi về tiếp. Tôi nói bà nghe nè, tính ra là hồi nãy tôi đi tôi không mang theo tiền, bà có mang theo tiền không? Cái gì vậy? Tôi đem đâu, tôi ăn không à, tôi biết không đem tiền đâu, quên. Ôi trời, tại sao đi ăn thịt bò mà không đem tiền trời? Thôi bây giờ tôi nói bà nghe nè, hôm nay là ngày khai trương của bà Ca Mui, mà bọn mình đến đây mà bọn mình không ăn gì thì kỳ lắm. Nhưng mà thôi, đúng bây rồi. Giờ bọn mình cũng quên đem tiền rồi, chẳng lẽ giờ bọn mình vô mình ăn thiếu nó còn kỳ hơn nữa. Cho nên bây giờ mình kiếm cái cớ gì đó mình chạy về nhà đi, lần sau mình đến ăn sau, chịu không? Hợp lý, nghe okay, hợp lý okay, đó. Ok. chị Ca Mui dễ thương ơi, chị Ca Mui. Sao vậy? À em nói chị nghe nè, thịt bò chị thơm lắm. Ủa em nhìn thôi là em thèm rồi, với lại là em là một tín đồ của thịt bò luôn, em rất là mê thịt bò nướng luôn. Nhưng mà tiếc là hôm nay là em hơi bận việc á, cho nên là em không có ăn được. À có gì lần sau em ghé em ăn ủng hộ nha, mua trăm miếng luôn. Hết rồi, đúng nha. Rồi bận rồi. Ủa sao đến tận nơi rồi mà còn không ăn vậy, gì kỳ vậy? Trời ơi. Ôi em xin lỗi mà lần sau em mua cho chị 100 miếng luôn nha. Tại thịt bò chị bán rẻ mà. Trời ơi mấy bạn ơi, cái gì đâu mà thịt bò mà Ca Mui bán bạn. Một kim cương được 10 miếng thịt bò. Vậy mình cần bỏ ra 10 kim cương thôi là mình có thể mua được 100 miếng luôn Sam. Ghê không? Mày á, rồi bây giờ tụi em bận rồi nha chị. Tụi em bận rồi, mai mua nha, nghe. Ngày mai em ghé mua nha. Tạm biệt. Trời ơi, về Sam ơi, đâu có tiền đâu ăn. Về trời ơi. Trời ơi, về lẹ. Mày quá, xém nữa là tốn tiền rồi.
Wow, trời ơi, quá trời đồ ăn luôn. Trái cây nè, rồi cái gì rau câu nè, bánh kem, tha hồ mà ăn luôn. Tâm ơi, trời đất ơi, bây giờ ngồi ăn chi vậy? Trời ủa? Gì hả Sam, tính ra là buổi sáng tôi mới ngủ dậy rồi, tôi qua tôi ăn sáng thôi chứ có gì đâu. Trời đất ơi, không biết chuyện gì hả? Trời em gái tôi hôm nay bệnh hay sao ấy? Bây giờ hôm qua thăm nội với tôi đi. Trời ủa? Đất. Em gái của bà là ai? Simi chứ ai, trời ơi, trời mày không giả điên gì vậy trời. À, mèo Simi hả? Thôi trời ơi, giờ Simi bị bệnh thì kệ kệ Sim đi, bà qua bà thăm em của bà mà bà tự thăm với còn tôi đang ăn sáng mà. Nằm. Ừ, đó coi, trời ơi, ông nói chuyện gì mà sao ngờ nghịch lý dữ vậy, bây giờ ông phải qua thăm với tôi chứ lỡ nó coi nó rồi là nó bị gì không chứ. Trời đất ơi trời. Tính ra bà mới kỳ á, em gái của bà thì bà tự thăm đi, còn tôi đâu phải là anh trai của Sim đâu, tôi phải lo trời. Chị ừ, em người nào người đó lo đi, tôi ăn mình tôi ăn. Ủa, bây giờ tôi nói nè, bây giờ ông có đi thăm Sim với tôi không? Hả? Không. Một câu. Ông đi. Bây giờ có thăm được không? Bây giờ tôi nói thêm tiếng rồi nè, bây giờ ông có đi với tôi không? Không. Thì ra mày chọn cái chết. Rồi bây giờ ông đi với tôi không? À đây. Ok nhanh. Trời ơi bạn ơi, mệt quá. Đúng là mấy bạn ở trên mạng hay nói rằng là anh Phong ơi, chị Sam là nóc nhà phải không anh? Đúng thiệt luôn á bạn. Mình không bao giờ mình dám cãi lời Sam hết. Sam nói cái gì mình cũng phải nghe hết. Trời bực bội quá. Bây giờ đi ông bởi tôi ít trái cây cho Sim qua thăm Sim kìa. Có trái cây không? Có trái cây không? Hồi nãy tôi có lấy ít trái cây trong tiệm nè. Có dưa hấu với táo nè. Cầm này qua thăm rồi, Sim hả? Ok rồi qua thăm Sim nha. Rồi ok đi theo tôi nè. Ơi trời ơi, đang ăn sáng ngon mà kỳ quá. Sim ơi, trời đất ơi, em gái tôi bị gì không Sim ơi? Trời ơi Sim ơi. Từ từ, bình tĩnh, khóc cái gì mà ghê vậy? Trời đất ơi Sim ơi, bị gì không Sim? Trời ơi là trời. Hai người đã thăm em à. Bồi Sam ơi. Trời ơi, khóc kìa trời. Thôi bình tĩnh. Nè tôi nói bà nghe nè, Simi chỉ bị đau bụng thôi chứ có phải bị gì đâu, bà khóc cái ghê vậy, với lại đừng có khóc. Đau bụng, ông nghĩ gì, đau bụng là không ăn được đồ đó phải không? Trời ông nói gì quá đáng như vậy, trời ơi đau bụng. Nè, tôi nói bà nghe nè, bà khóc la ôm sùm mà sao Simi ngủ được hả? Để cho ta nghỉ ngơi, khóc gì mà khóc. Ủa mà Simi, tôi nói bà nghe nè, bà có thấy đau bụng lắm không? Tôi nghe Sammy bảo rằng là bà bị đau bụng á, tôi hôm nay tôi qua tôi có thăm bà, có mang cho bà ít táo với lại dưa hấu à, ăn đi. Cảm ơn Phong nha, trời ơi không hiểu sao luôn, hai ngày hôm qua tôi đau bụng quá trời quá đất luôn, giờ vẫn còn đau nè, ai sao cho đau quá. Trời ơi. Lúc này là tôi nghĩ là Sim ăn bậy rồi, không phải ăn gì không? Ăn bậy không mà sao bây giờ đau bụng? Gì kỳ ta. Đúng rồi. Em cũng gọi là ăn vặt, vậy là cũng ăn đồ gọi là bình thường thôi. Vậy hôm bữa gọi là ba ngày chắc em có ăn gọi là bò bít tết qua mua. Trời ơi, giờ tự nhiên thấy nó bụng quá trời quá đất luôn. Hey, Sim ơi à Sim, tôi nói bà rồi, mình là con gái á thì mình ăn ít thôi, ăn cái gì đâu mà ăn nhiều quá. Có phải là mỗi ngày bà ăn 20 con gà quay, 3 con heo quay với lại 500 cái bánh kem với lại là 2 ly coca đúng không? Trời ơi, này là ông ăn thì có chứ thì sao ông Sim ăn được? À quên các bạn ơi. Cái đó không phải là Sim ăn mà cái đó là thực đơn hàng ngày mình ăn bạn ơi. Trời ơi. Ok. Thôi nè Sim, ủa vậy là hôm bữa giờ là bà đâu có ăn gì nhiều đâu mà bị đau bụng hả? Kỳ vậy? Đâu ăn gì đâu, hôm bữa thì ăn gọi là với thịt bò qua mua nè, xong hôm sau thì ăn gọi bánh kẹo các kiểu bình thường, tự nhiên hôm nay đau quá trời ơi đất luôn. Ôi. Vậy là có ăn bánh kẹo đúng không? Vậy là bà ăn nhầm rồi, là bánh kẹo hết hạn sử dụng rồi đó, thấy không? Làm gì có ta, trời tôi nhớ nó còn gọi là mới sản xuất đây mà. Ây da, trời ơi sao đau bụng dữ vậy trời. Thôi bà nói đi, thôi cứ nằm đây Sim nghỉ ngơi đi nha. Đúng rồi, bây giờ Sim nghỉ ngơi đi, thôi bây giờ nha. Sam, bây giờ bà ở đây nè, bà chăm Sim đi nha, để tôi qua thông báo cho chị Ca mua nha. Rồi ok. Ok, rồi Sim nghỉ ngơi nha Sim. Ok, hay trời ơi mấy bạn ơi, tội nghiệp Simi quá, con gái gì đâu á mà cứ ăn uống tầm bậy bạ hết, giờ bị đau bụng thấy chưa? Trời ơi, với lại là cái tiệm trà sữa Simi á bạn, bán đồ ăn mà không biết đồ ăn còn hạn sử dụng hay không, tự ăn đồ ăn của chính mình xong đau bụng luôn bạn ơi. Hay, mà khoan, có khi nào không phải là do Sim ăn bánh kẹo không ta? Nghi ngờ lắm nha. Mà khoan từ, để qua gọi Ca Mui đã. Ê, Ca Mui ơi, Ca Mui. Ca Mui ơi, Ca Mui. Chị Ca Mui. Gì vậy? Trời ơi, bây giờ mà chị còn đứng đây bán thịt nữa. Em nói chị nghe nè, mèo Simi bị bệnh rồi kìa, bên nhà kìa. Hả gì? Sao mà Simi lại bị bệnh á? Trời ơi, chị làm chị kiểu gì mà em mình bị bệnh mà chị có không biết luôn vậy? Simi từ sáng giờ bị đau bụng á, sống đầu nằm khóc ở nhà kìa, khóc quá trời luôn.
Ủa, đau bụng á hả? Chết rồi, chết, sao lại đau bụng trời? Sao, nhưng mà sao lại đau bụng? Em không biết nữa, nghe nói là ăn cái gì á, xong cái đầu bị đau bụng rồi. Từ sáng giờ nằm trong phòng khóc quá trời luôn. Sam nãy mới nắm đầu em qua thăm nè. Còn chị à, chị qua thăm luôn đi. Trời ơi, sao lại đau bụng được nhở? Thế này không... Để chị đi thăm Sim nha, em cứ đi cùng chị đi. Thôi, bây giờ nè, giờ chị mới mở tiệm thịt nướng mà. Bây giờ mà chị đi đâu rồi, chị để cái tiệm ở đây, lỡ ăn trộm vô, trộm hết đồ của chị rồi sao, đúng không? Bây giờ chị qua chị thăm Sim đi, để em ở đây, em canh quán cho, nha. Không cần đâu, em cứ đi với chị đi, em đi với chị đi, cả hai người đi chung là mới tốt chứ. Đi một mình chị làm sao không được, đi chung. Ôi kì à, vậy thôi, vậy bây giờ mình qua thăm Sim rồi mình đem ít thịt bò qua cho Sim nha chị. Để đây. Cái miếng này chưa còn sống, còn sống chưa chín. Em cứ đi cùng chị đi. Ủa, tính ra là thịt bò đem tặng thôi mà, có gì đâu mà sao nhìn chị có vẻ hoảng hốt quá vậy? Không có gì, làm gì có gì đâu. Thăm Sim. Ủa gì kỳ ta, hôm nay bà cá mui lạ quá nha. Chết rồi, thịt này hại người rồi, không được rồi, tôi phải dọn nhanh thôi. Trời đất ơi, đồ đạc này, bỏ hết đi, không để đây được nữa, để đây bị phát hiện thì chết tôi, trời đất ơi. Hey, ủa, ca mui ơi, chị đang làm gì em ơi? À, chị đang dọn quán em ơi. Ủa, cái gì mà dọn quán sớm vậy? Tính ra là em tính qua quán của chị để ăn thịt nướng mà sao dọn sớm vậy? Bán cho em 2 dĩa thịt bò nướng đi. Chị quyết định là chị không bán nữa đâu em ơi. Không còn thịt nữa đâu, hết rồi. Ủa gì kỳ vậy ta? Tính ra là chị mới mở tiệm bán ngày hôm qua mà hôm nay đóng cửa là sao kỳ vậy? Chị nói chung là nó không có vấn đề gì hết, chẳng qua là chị không thích bán nữa. Nên là chị không bán nữa thôi. À, vậy hả? Có phải là do chị không thích bán nữa cho nên chị dẹp tiệm, hay là chị sợ hành vi của chị sẽ bị phát hiện? Hello mấy cưng. Nè, đứng đi, chị ra đi bắt. Bắt gì, tại sao lại bắt tôi, có làm gì đâu, sao lại bắt tôi? Ê, đứng im đi chị ơi, chị không chạy được đâu. Ở đây có chú công an luôn mà chị còn tính chạy sao? Hành vi của chị đã bị em phát hiện rồi. Vào ngày hôm qua, khi tôi nghe chị mở quán thịt nướng, tôi và Sammy đã đến ủng hộ vì đây cũng là món ăn mà tôi rất là ưa thích. Nhưng khi nghe qua giá tiền, tôi đã rất xin nghi ngờ. Tại sao lại có loại thịt bò nào mà lại bán rẻ đến thế? Chỉ với một kim cương là được đến tận 10 miếng bò. Tôi không tin tưởng cho lắm nên tôi đã từ chối không ăn nữa mà đi về nhà. Cho đến ngày hôm sau, Sammy bảo với tôi mèo Simmy đã bị đau bụng vì ăn trúng đồ ăn oi thiêu. Và ngày hôm qua, Simmy có ăn cả loại thịt bò mà chị bán. Nên tôi càng xin nghi ngờ hơn về nguồn gốc loại thịt bò của quán chị. Vì là một thám tử nên tôi đã bắt đầu điều tra. Đầu tiên, tôi đã kiểm tra chuồng bò nhà chị, nhưng tôi lại không tìm thấy bất cứ một con bò nào ở trong chuồng. Vậy thịt bò ở đâu mà chị có để bán cho khách? Tôi đã rất là tò mò nên tôi đã bí mật lén đến nhà chị để theo dõi. Và tôi đã phát hiện chị đã nuôi bò bị bệnh ở trong nhà. Những con bò này có màu đỏ rất kỳ lạ và có dấu hiệu đã bị nhiễm bệnh. Nếu ăn loại thịt bò này sẽ rất nguy hiểm. Tôi đã quay phim lại cảnh chị làm thịt bò để làm bằng chứng và báo cho công an. Đấy, mọi hành vi của chị đã bị tôi phát hiện hết rồi. Tôi biết lỗi rồi, làm ơn tha cho tôi đi, để sao tôi không dạy như vậy nữa. Nè, em nói chị nghe nè, bây giờ chị có khóc cũng gọi là quá muộn rồi. Tại vì chị bán thịt ôi thiêu cho nên là bây giờ mèo Simmy á mới bị bệnh như vậy á, chị thấy chưa? Chú công an ơi, chú dẫn bả lên trên phường đi chú. Đi nhanh ơi, đi nhanh lên. À, tôi biết lỗi rồi chú công an, nói tha cho tôi đi mà. Xin lỗi thôi mà. Ok mấy bạn ơi, vậy là vụ án lần này Phong Cận thám tử đã gọi là giải quyết xong rồi các bạn ơi. Mấy bạn thấy Phong Cận thám tử có ngầu không nào? Ok mấy bạn ơi, và mấy bạn nhớ này nha, là khi mấy bạn ăn cái đồ ăn ở đâu đó thì các bạn hãy nhớ là hãy xem coi nguồn gốc thức ăn đó đến từ đâu, và hãy xem coi thức ăn đó còn gọi là sạch sẽ hay không, vệ sinh hay không nha các bạn. Nhưng mà tất nhiên rồi, ăn cơm ở nhà mẹ nấu vẫn là an toàn nhất. Và nhớ là không bao giờ được gọi là ăn đồ ăn ôi thiêu nha các bạn, không thôi là sẽ bị đau bụng giống mèo Simmy đó. Ok, hey, vậy là trong tập này mình đã giải quyết xong vụ án của mèo Simmy bị đau bụng do ăn thịt gọi là bị ôi thiêu của bà ca mui bán rồi bạn ơi. Chị ca mui kỳ này bị bắt rồi. Hey, ok, và cảm ơn anh em đã xem video này nha. Nếu như mà anh em thấy thích video này, đừng quên hãy để cho mình một like, một share và nhớ nó subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình. Và anh em cũng đừng quên là hãy để lại bình luận cho mình biết là anh thám tử trong những tập sau sẽ giải phá thêm những vụ án gì nữa thì nhớ bình luận cho mình biết luôn nha. Phong Cận thám tử tạm biệt và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Bye bye.